nói chung là vắng vẻ lắm, tất cả những nơi đều đóng hết rồi. Thì theo những cái thông tin của báo Người Lao Động đó, thì bệnh viện Chợ Rẫy có nguy cơ tạm ngưng hoạt động. Những người bệnh từ ở dưới tỉnh đi lên rồi, tốn tiền, tốn công, tốn sức khỏe rồi, nhưng mà lại bị như thế nữa. Ở đây có những con đường như là con đường Minh Mạng, Nguyễn Duy Phương rất là đẹp, có hàng cây cao, kể cả con đường Trần Hoàng Quân, Nguyễn Chí Thanh. Khách cũng đâu có nhiều đâu, chỉ những có anh mà đi chở hàng thôi. Xin đi đoàn mến chào anh chị và các bạn, rất vui gặp lại anh chị trên kênh Xin đi đoàn. Bây giờ thì khoảng 11:30 ngày 27 tháng 2 2023, chỉ còn một ngày nữa thôi là chúng ta bước qua tháng 3. Nhưng dịp chuẩn bị bước qua tháng 3 thì Xin đi cũng kính chúc anh chị và các bạn có một cái tháng mới luôn lúc nào cũng bình an, may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống. Thời gian thì trôi rất là nhanh anh chị. Như anh chị cũng đã biết là tháng 2 chỉ có 28 ngày thôi, và chúng ta bước qua tháng 3, chỉ còn khoảng đâu 10 tháng nữa là chúng ta đón cái Tết nữa. Khổ ghê không, thời gian trôi nhanh lắm. Rồi, đây là giao lộ của những con đường như là Thuận Kiều, trước mặt anh chị đó là con đường Hồng Bàng, và bên phải là con đường Tổng đốc Phương Châu Văn Liêm. Với video clip này, Sunny sẽ mời anh chị chúng ta sẽ đi Chợ Lớn, cụ thể là con đường chính ngay chỗ bệnh viện Chợ Rẫy, con đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân để về ngã 6 Chợ Lớn. Nơi đó có bức tượng ông An Dương Vương cầm nỏ thần, giao cách bởi những con đường xưa cũ như là Minh Mạng, Ngô Gia Tự, Nguyễn Chí Phương, Trần Hoàng Quân, Nguyễn Chí Thanh. Rồi, chúng ta cùng nhau đi nha anh chị ha, để ngắm phố xá Chợ Lớn. Rồi có những cái thông tin gì đó thì Sunny cũng chia sẻ với anh chị và các bạn. Đây là Thuận Kiều Plaza, Garden Mall, còn có cái tên mà người ta cũng châm biếm là cột tòa nhà Ba Cây Nhang, bây giờ là đóng cửa sạch sẽ. Ngày trước thì ở trên không có ai ở đâu, thì hôm nay thì ở sau đó thì ở dưới thì cũng buôn bán rồi, làm bệnh viện dã chiến, rồi người ta cũng sợ, người ta cũng dọn đi, rồi xong đung một cái là Vạn Thịnh Phát nữa. Bây giờ đóng cửa hết rồi. Một thời gian nó là một cái biểu tượng của Chợ Lớn đó anh chị. Nói chung là vắng vẻ lắm. Tất cả những nơi đều đóng hết rồi, thì ở đâu có bảo vệ. Tối khi khuya mà ai cho lên thì thử đi trong những cái dãy nhà chung cư, những dãy nhà trên lầu coi sao, nghe tiếng gió rít, nghe tiếng cửa mở có két cọt kẹt. Giống như căn nhà này Sunny có cảm giác, nếu mà theo di tâm thì người ta nói là bị yếm đó anh chị. Nó hết cái vụ này đến cái vụ kia. Cái hướng này con đường Hồng Bàng để chúng ta về với lại cây gõ, vùng bên cây gõ nha anh chị. Rồi, Sunny sẽ chạy một vòng. Đâu có ai thuê mướn đâu, đóng cửa hết trơn nè, đâu có ai thuê mướn đâu. Ở trên cũng vậy, ở dưới cũng vậy. Cái building này mới xây dựng thì Sunny nhớ những cái năm như là năm 99-2000. Khi mà lên đây á thì đẹp lắm, có những cái nhà sách, siêu thị, buôn bán nhộn nhịp tấp nập. Lúc đó là những căn chung cư mơ ước đó, mà bây giờ đối với bây giờ thì cái kiến trúc nó cũ lắm rồi. Nó xây dạng như kiểu Hồng Kông đó, những căn nhà nhỏ nhỏ
Rồi, đây là con đường Tân Hưng, nơi đây thì gần chợ phụ tùng xe gắn máy Tân Thành, nên bán bù lon, công tán, bánh xe, những phụ kiện về xe gắn máy nhiều lắm. Và phía sau thì chợ lớn thì nói chung buôn bán nhộn nhịp. Chính vì buôn bán thì con người thiếu ý thức nên đường xá thì nó rác nhiều, đặc biệt vào buổi tối. Ở đây thì anh chị bán bù lon, công tán, phụ kiện xe gắn máy, phụ tùng xe gắn máy thì tối họ nghỉ, và lúc đó thì trên đường thải ra một mớ rác. Còn chia sẻ với anh chị có một cái thông tin, bệnh viện Chợ Rẫy, nhà thương Chợ Rẫy và một số nhà thương lớn khác có thể ngưng hoạt động, lý do là thiếu thuốc men, trang thiết bị, những loại thuốc mà để xét nghiệm máu hay là những phụ kiện để thay những cái máy móc, do vấn đề chồng chéo về cái việc đấu thầu. Điều này cũng ảnh hưởng rất là lớn đến tất cả các bà con muốn đi khám bệnh thì đâu có thuốc đâu mà xét nghiệm, đâu có thuốc đâu mà giống như là máy scan chẳng hạn. Nó rất là nhiều cái loại máy y khoa, phụ kiện y khoa mà chúng ta phải trong quá trình sử dụng phải thay thế, rồi những cái phẩm thuốc vân vân, nhiều loại thuốc lắm, nên rất là khó khăn. Hiện tại thì cũng chưa có cái vấn đề giải quyết, nên cái việc mà ung ứ bệnh nhân ở bệnh viện thì anh chị cũng biết là tuyến dưới là ở tỉnh đó, thì người ta nghiệp vụ người ta sao ở dưới tỉnh giờ yếu lắm anh chị, yếu lắm, cái nghiệp vụ yếu lắm, nên như vậy cứ chuyển lên Sài Gòn. Bệnh gì mà nó hơi bất an nha, chuyện bà con với miền Tây, miền Trung, kể cả miền Bắc đều chuyển cho lên Sài Gòn hết anh chị. Đây là cái khu vực con đường Thuận Kiều, và đây là bên hông của bệnh viện Chợ Rẫy. Chúng ta băng qua con đường Phạm Hữu Trí nha. Đối với bệnh viện ở Sài Gòn thì cứ đi ngang lúc nào cũng đông. Bệnh viện Nhi Đồng, bệnh viện Chợ Rẫy, Gia Định, rồi đông lắm. Bệnh viện Sinh Bôn, bệnh viện Mắt đó, đông. Nói chung là bệnh viện ở Sài Gòn là đông. Thì tất nhiên là cái việc mà buôn kinh doanh buôn bán thì anh chị cũng biết là xung quanh bệnh viện người ta bán những dụng cụ y khoa, rồi nhà thuốc, rồi có những cái nhà nghỉ, quán cơm, quán nước kèm theo để phục vụ cho những người thăm bệnh, nuôi bệnh. Trước mặt anh chị đó là con đường Nguyễn Chí Thanh, Trần Hoàng Quân. Nếu mà đi thẳng là chúng ta về Phú Thọ nha anh chị ha, Phú Thọ, và Sinh Y sẽ quẹo. Cứ mà đi ngang những bệnh viện thì nghe những tiếng hụ còi, đó, những cảnh buôn bán ở lề đường, nghe những tiếng hụ còi nó vô hồn. Đó, để anh chị xem cái cảnh mua bán. Thì theo những cái thông tin của báo Người Lao Động đó, thì bệnh viện Chợ Rẫy có nguy cơ tạm ngưng hoạt động vì không đủ hóa chất để xác định chuẩn đoán, không đủ vật tư y tế tiêu hao để điều trị cho người bệnh. Vì tiếp tục chờ ba cái báo giá, thì anh chị cũng biết đấu thầu thì phải chờ ba báo giá. Đó là một cái niềm mệt mỏi. Việc kê khai thiết bị y tế chưa thực hiện đầy đủ chi tiết, những tính năng, giá kê khai của trang thiết bị y tế chưa được kiểm soát, có tình trạng giá kê khai cao hơn rất nhiều so với giá thực tế.
đó là những cái mệt mỏi. Thì giá đấu thầu phải có 3 đơn vị đấu thầu và đưa ra những cái mặt hàng trang thiết bị, rồi đưa ra những cái giá cả nhưng mà giá cao và những cái trang thiết bị cũng còn thiếu mà chưa đủ 3 cái đơn vị để đấu thầu. Còn cái trường hợp năm ngoái đó thì cũng theo như báo chí thì nó hơi quái quâm, có những đơn vị trúng thầu nhưng mà 10 loại trang thiết bị, ví dụ 10 loại trang thiết bị thuốc đi, nhưng mà họ trúng thầu nhưng mà trong kho họ chỉ còn 8 loại thôi, còn 2 loại phải chờ đó. Đó là một cái nỗi lo lắng. Thì bây giờ thì hy vọng rằng nó sẽ, tình trạng này nó không có diễn ra nữa, để người bệnh lên đây thì có thuốc rồi có thiết bị để chữa, chứ mà nó như thế này thì cũng rất là khó khăn. Bệnh viện lớn mà chúng ta sẽ băng qua con đường đối diện kia để mình coi cái người ta buôn bán, anh chị ha, buôn bán nào, đây là buôn bán nào, cháo trắng, hột vịt muối, rồi cho thuê phòng trọ, tiệm cơm. Thứ mà đi tới bệnh viện là thấy mệt mỏi, đông đúc, người thăm bệnh. Đi xuống kia rồi Cindy sẽ quay lại. Đây là quận 11, con đường Lê Đại Hành. Đây có chành xe Sài Gòn Tây Ninh nữa nè, Huệ Nghĩa đi Sài Gòn Tây Ninh, mốt đi Tây Ninh núi Gò Đen ra đây đi được nè. Xe cũng thấy xịn quá chứ. Xe limousine hạng thương gia đàng hoàng, giá vé thì 130 vé Huệ Nghĩa. Rồi tới đây thì Cindy sẽ quay lại nha anh chị. Không biết như thế nào với mời cái Bộ Y tế phải can thiệp vào những cái vấn đề này trong quá trình điều trị, hay là mình có cái lịch sử mình forecast, dự đoán trước anh gì, dự đoán trước phải có những cái tồn kho khoảng 1-2 quý chẳng hạn. Tất nhiên là Sydney cũng không rành đâu, chị Sydney chỉ rành hàng tiêu dùng thôi, lúc nào cũng có hàng tồn kho, ít nhất là phải là 2 tuần bán hàng. Thì ở đây cũng vậy, tùy theo cái lượng bệnh và có lịch sử là ngày xưa đến giờ rồi thì mình phải có một cái lượng tồn kho để mình đấu thầu cho nó sớm. Chứ mà những cái thông báo, những cái có nguy cơ tạm ngưng thì nói chung là rất là khó khăn cho những người bệnh từ ở dưới tỉnh đi lên, rồi tốn tiền, tốn công, tốn sức khỏe rồi, nhưng mà lại bị như thế nữa. Thôi chúng ta quay lại nha, ta đi tới bệnh viện thì thấy cũng rất là mệt mỏi. Rồi tiếp tục con đường Trần Hoàng Quân, và xin hy vọng rằng cái chuyện này chỉ là biết hy vọng theo suy nghĩ mong manh của Sunny thôi. Suy nghĩ nhỏ nhoi của Sunny là hy vọng rằng phải có một cái forecast, dự đoán để chúng ta stock hàng, cái hàng tồn về thuốc đặc trị, về thiết bị y tế, vân vân và vân vân, để cái việc mà chữa bệnh nó sẽ liên tục. Chứ những cái bệnh viện đầu ngành như thế không có thuốc thì rất là khó khăn cho những cái giới y bác sĩ muốn điều trị cho người nào đó thì khó khăn. Rồi chúng ta đi con đường tiếp tục con đường Trần Hoàng Quân nha, băng qua con đường Lý Thường Kiệt, Nguyễn Văn Thoại. Một anh khán giả trên kênh nói là cái chung cư Nguyễn Văn Thoại còn không? Dạ, vẫn còn, nhưng mà bây giờ nó tên là chung cư Lý Thường Kiệt, nó theo cái tên đường thôi. Rồi ở phía sau đó là chung cư Nguyễn Kim. Rồi cái sân banh nó vẫn còn y hệt như xưa, thì nơi đó thì có gần chợ
điện tử Nhật Tảo đó. Đây, máy trái là con đường Nguyễn Kim. Ngày xưa mỗi lần mà đi ngang đây thì có những cái quán nhậu có tên là Đấu Trứng, là những cái quán bia tươi, bia Sài Gòn, bia Bamba, mà bia tươi đó anh chị. Cứ ngồi ở góc đó nhâm nhi cái bình, cái ca đó, để uống bia vào những buổi chiều. Ngày xưa mà đi học, lên đây đi học cũng mon men rồi thử bia rồi ha. Đi coi đá banh rồi xong ra thử bia. Bây giờ những cái quán nhậu đó thì nó không còn nữa. Nó cũng còn nhưng mà cũng rất là ít. Đây nhà máy bia từ thời Pháp đến giờ. Nhà máy bia Sài Gòn này bây giờ là cái cổ phần chính là của tập đoàn Thái Lan, bán cho Thái Lan, nói chung là Thái Lan điều hành. Rồi nơi đây là một cái nơi mà ngày xưa các anh thanh niên rất là mê. Lý do là trên con đường này có rất là nhiều cái địa điểm bán xe gắn máy, xe Na Nam, xe 67, vân vân và vân vân. Nhưng mà bây giờ thì nó vẫn cái ngành nghề đó nó nghiêng về Honda, ví dụ như dán đề can Honda, rồi dán keo xe gắn máy, dán keo xe, rồi tem xe. Có thiết kế, bây giờ có thiết kế vi tính, những cái tem nào đó mình thích trên mạng thì mình đưa thôi, cái hình thấy là chụp ra thiết kế luôn, còn rất là nhanh tiện lợi. Đây là con đường Ngô Quyền, ngày xưa có tên là Triệu Đà nha anh chị ha, của nhà chung cư của anh Kevin Nguyễn. Con đường này thì Sunny cũng khá rành. Ngày xưa thì học ở con đường Trần Nhân Tôn ở quận 5 đó, thì cũng thường là đạp xe đạp lang bang ở khu vực này. Rồi con đường Minh Mạng Ngô Gia Tự, nơi con đường chuyên về đồ trang trí nội thất, đi với bạn bè trong những dịp cuối tuần để mình kiếm thêm tiền, đi sơn ghế bố gì, đi sơn thôi, kiếm thêm tiền. Chứ ngày xưa mà lên Sài Gòn đi học thì cũng khó khăn lắm. Cái thời gian mà mới hết bao cấp đó, khó khăn năm 91 đó anh chị. Rồi, đây là ngã 6 Chợ Lớn. Và xa xa chúng ta thấy bức tượng ông An Dương Vương cầm nỏ thần được sơn phết mới lại, nhưng mà ở dưới thì cũng chưa trồng cỏ, và tối xin đi ngang thì nó không có một cái những ánh đèn dạ lên, nếu có thì nó sẽ hay hơn. Đây, ở đây có những con đường như là con đường Minh Mạng, Nguyễn Duy Phương rất là đẹp, có hàng cây cao, kể cả con đường Trần Hoàng Quân, Nguyễn Chí Thanh. Nhường cho xe hơi đi trước đi. Đó, ở dưới thì cũng chưa trồng cỏ, anh chị thấy không, nó sơ sát rồi. Rồi mình sẽ đi con đường Trần Hoàng Quân luôn nha. Đó, chưa gần 12 giờ mà anh chị thấy xe quá trời xe. Thì đối với con đường này thì có kiến trúc xá, những cái trường học như là trường cao đẳng sư phạm, rồi những cái kiến trúc xá sinh viên ở cũng rất là nhiều. Nên con đường này nó có rất là nhiều cái dịch vụ như là photocopy, chụp hình, rồi ép giấy, rồi phòng trọ, quán cà phê. Con đường này rất là nắng nôi. Mấy hôm nay thời tiết nắng lắm, hôi bức. Đi con đường này nhờ hàng cây đó chứ. Những con đường khác thì nắng nôi lắm. Xin lỗi anh chị, hồi nãy nắng nôi. Đó,
đó, nhờ có hàng cây mát mẻ. Bây giờ những cái hàng cây của con đường xưa cũ của Sài Gòn thì nó không còn nữa, thay thế bởi những hàng cây mới. Đó, đây là các em mà đi vòng vòng như thế này anh chị, thì cũng khổ chứ. Mỗi người có những cái ngành nghề khác nhau, cứ các em nó cứ chạy vòng vòng. Mình phải tôn trọng cái ngành nghề họ lựa chọn thôi. Mỗi người mỗi việc, mỗi người có cuộc sống khác nhau. Đó, bắt đầu em đã vòng lại nè, vòng tới vòng lui. Rồi đây nữa, đó, nó dễ nhìn lắm. Đâu có ai mà cứ chạy vòng vòng như thế này anh chị, vòng suốt như thế này tốn tiền xăng mà cứ vòng lên vòng xuống. Rồi chúng ta đi tiếp nha anh chị ha, để chia sẻ với anh chị. Đi đến đây mà không có đi ngang cái trường học của Sunny thì nó cũng rất là tiếc. Một số anh chị nói Sunny nó học mà học cái gì, học ở đâu. Rồi ở đây là công viên Hòa Bình anh chị ha, của Đại Hàn đó. Đại Hàn xây dựng, bỏ chi phí xây dựng. Rồi nơi đây thì một cái nơi chuyên bán làm cái tủ kiến rồi bia, cái tủ mà ngày xưa xe nước mía anh chị, xe hủ tiếu rồi đó. Rồi đây là nhà máy thuốc lá, bây giờ nó trở thành một cái mảnh đất vàng. Nhà máy thuốc lá thì dời đi rồi, máy trái. Ở đây có một cái building mới xây thôi, chứ ngày xưa là nó là một cái cơ sở sản xuất cơ khí. Đây cái trường học của Sunny đây, trường cao đẳng phát thanh truyền hình 75 Trần Nhân Tôn, trường học của Sunny đó. Mà học lâu lắm anh chị, lâu lắm anh chị, từ năm 91 đến năm 94, rồi đi về Vũng Tàu xin không được là phải chuyển ngành nghề, bắt đầu đi học thêm rồi đi làm hàng tiêu dùng, rồi từ đó đến bây giờ. Đây là con đường Trần Nhân Tôn và con đường Nguyễn Hoàng Trần Phú trước mặt. Ở đây có bán sách cũ nhiều lắm. Đó, cái góc mà xin đi nhớ kỷ niệm nhiều. Đây là gần chợ An Đông. Nhớ ngày đầu tiên mà chợ An Đông làm cái than cuốn đó, rất là lúa. Thì đó là một cái trung tâm thương mại đầu tiên có than cuốn. Nên cứ đi lên đi xuống, không qua chợ, không có mua gì hết. Cứ đi lên đi xuống, còn vui. Và đây là con đường An Dương Vương, ngày xưa có mang tên là Thành Thái. Và chúng ta chạy tới chợ An Đông nha anh chị ha. Thì An Đông là một cái chợ chuyên buôn bán thời trang. Nhưng mà bây giờ các tiểu thương cũng than dữ lắm về giá cả mặt bằng cao, rồi không có ai mua sắm gì cả. Người vào đó thì công việc hàng ngày sáng dọn chợ thôi, dọn cái sạp rồi buôn bán, rồi chiều đóng cửa. Thì cái
cái doanh số nó không đạt như mong muốn, khổ như thế. Và giờ sen á, ngày xưa mà có tiền mới có sen cái sạp trong chợ buôn bán, anh chị nhớ không, những năm 80, 90. Nhưng mà bây giờ đến năm 2000 vẫn còn có giá, nhưng mà đến bây giờ thì thua, coi như là ôm luôn, có sạp đó ôm luôn, không có sen được. Giờ ta sợ lắm, vô lòng chợ thì ế lắm. Thì này chạy về phía cổng trước chợ An Đông nha anh chị ha. Xe là xe khách vãng lai thôi, người ta chưa chắc đi chợ, người ta đậu đây, ở đây có bãi đậu xe mà. Khách cũng đâu có nhiều đâu, chỉ những có anh mà đi chở hàng thôi. Mình đi anh chị ha, đi ra chợ thì vắng vẻ, quay vô quay nó cũng buồn, không biết chia sẻ cái gì. Ở đây bị kẹt rồi, thấy hàng bị kẹt làm sao mà đi ra đây. Okay, đi ra. Nhân tiện thì gửi anh chị nhà thờ ngã 6 luôn anh chị. Trước mặt anh chị đó là con đường Nguyễn Duy Dương. Phương nha anh chị ha, bên phải, bên trái là về Đại Thế Giới. Mình tới con đường Hùng Vương và nơi đây có nhà thờ ngã 6, chợ lớn. Và Sunny cũng rất là vui thực hiện cái clip này để cập nhật đường phố ở khu vực chợ lớn. Và cũng chia sẻ với anh chị về cái tình hình những cái bệnh viện lớn ở Sài Gòn ngày hôm nay nó như thế nào. Và hy vọng rằng anh chị luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Và nhà thờ cũng nói lời tạm chia tay anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những clip lang thang tiếp theo của Sunny Dog. Sunny thân ái mến chào. Hẹn gặp lại. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại.